Xin chào các bạn, tớ là Giang. Hôm nay là Halloween và không biết các bạn có nhớ hay không, nhưng gần đúng một năm về trước, Về Phim đã tung ra một video về 6 phim kinh dị hay nhất từ năm 2014 đến năm 2017. Gần đây nữa, bọn tớ đã ra video về phim Hereditary và do thấy đa số các bạn rất thích phim này, nên trong list ngày hôm nay, tớ sẽ đem đến cho các bạn 6 phim hay nhất từ năm 2017 đến nay mà giống như Hereditary không được chiếu ở rạp Việt Nam. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Phim đầu tiên: The Black Coat's Daughter. Đến từ A24, một studio phim độc lập đã mang đến cho chúng ta những bộ phim kinh dị đáng xem nhất trong những năm gần đây như The Witch hay It Comes at Night. The Black Coat's Daughter là tác phẩm đầu tay của nhà biên kịch, đạo diễn Osgood Perkins, con trai của Anthony Perkins, người đã xuất sắc hóa thân vào vai tên sát nhân tâm thần Norman Bates trong bộ phim kinh điển Psycho. Ra mắt vào nửa cuối 2015 với tên ban đầu là February. Trải qua gần một năm rưỡi với những suất chiếu giới hạn tại hàng loạt các liên hoan phim, cộng với việc được đổi lại tên thành The Black Coat's Daughter, chỉ đến tháng 2 năm 2017, phim mới chính thức được phát hành qua các dịch vụ video on demand trên mạng. Một quá trình vô cùng gian nan để đến với khán giả. Liệu The Black Coat's Daughter có xứng đáng với khoảng thời gian chờ đợi? Phim bắt đầu tại một trường công giáo nội trú dành cho nữ sinh. Kỳ nghỉ đông đến, trường học được nghỉ một tuần và tất cả trở về nhà. Mọi học sinh được cha mẹ đến đón, chỉ trừ hai người. Đầu tiên là Rose, người đã thông báo sai ngày cho bố mẹ. Và thứ hai là Kat, khi bố mẹ cô không xuất hiện một cách bí ẩn. Kat và Rose đành phải ở lại ngôi trường vắng bóng người cùng với hai sơ có nhiệm vụ trông nom họ. The Black Coat's Daughter có mạch phim không được kể theo tuần tự thời gian mà được chia thành các chương nhỏ. Kat và Rose mỗi người đều có chương riêng của mình, cùng với một chương độc lập dành cho sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba, Joan, được thủ vai bởi Emma Roberts, một cô gái trẻ lạc đường được đôi vợ chồng tốt bụng cho đi nhờ xe. Lối kể chuyện phi tuyến tính của The Black Coat's Daughter không hề mang tính thách đố người xem, mà ngược lại là một điểm mạnh, khi người xem phải liên tục đặt câu hỏi cho những sự việc xảy ra trong phim, mang lại một cảm giác bí ẩn bao trùm. Mới chỉ là bộ phim đầu tay, nhưng dường như Osgood Perkins hiểu rất rõ về thể loại kinh dị. Mạch phim chậm nhưng luôn căng thẳng từ đầu tới cuối, tạo cảm giác rằng luôn có một điều gì không ổn. Một quả bom nổ chậm chỉ trực chờ để phát nổ, làm khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. The Black Coat's Daughter không phải một phim tươi sáng. Cả phim được phủ bởi một lớp màn u ám, ảm đạm, cộng với mạch thời gian không tuần tự, khiến người xem cảm thấy như đang lạc trong một cơn ác mộng bi thảm. Đóng góp không nhỏ trong việc tạo nên bầu không khí bất ổn cho phim là phần âm nhạc cực kỳ xuất sắc được biên soạn bởi Elvis Perkins, cũng là con trai của Anthony Perkins và là em trai của Osgood. Không có những âm thanh lớn xuất hiện bất thình lình mang tính chất hù dọa như những phim kinh dị thông thường. Nhạc phim là sự kết hợp của bộ dây, tiếng guitar ambient, tiếng piano được chơi một cách bất hòa, khắc nghiệt, tạo nên những chuỗi âm thanh hỗn loạn, không ồn ào nhưng luôn luôn hiện hữu trong từng khung hình, kể cả những khoảng lặng nhất của phim. Trong một vài khoảnh khắc, chúng ta còn cảm nhận được những tiếng la hét từ xa, những tiếng khóc đau đớn, khiến cho nỗi sợ hãi dường như không bao giờ biến mất, cứ mãi len lỏi trong từng lớp da thịt của người xem. Cho nên, nếu bạn thích một bộ phim sẽ để lại cho bạn một nỗi sợ thường trực, nỗi sợ khi phải tắt đèn đi ngủ, rồi khi phải đi một mình trên đoạn đường vắng trong đêm tối, thì The Black Coat's Daughter là một lựa chọn hoàn hảo. 2017 có vẻ như là một năm khá thành công cho những tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King. Phải kể đến It, bộ phim về chú hề ma quái đã gặt hái được vô số thành công từ các phòng vé trên toàn thế giới. Không được công chiếu trên màn ảnh rộng, nhưng một tác phẩm chuyển thể nữa của Stephen King cũng đã tìm được đến khán giả của riêng mình qua nền tảng xem phim trực tuyến trả tiền Netflix. Phim được đạo diễn bởi Mike Flanagan, người đã đem đến cho chúng ta những phim kinh dị được đánh giá khá cao trong những năm trở lại đây như Oculus và Hush. Mới đây nhất, đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai của Mike Flanagan và Netflix, phim truyền hình The Haunting of Hill House cũng thuộc thể loại kinh dị và được rất nhiều người nhận xét là vô cùng đáng sợ, đã ra mắt khán giả ngay trong tháng 10 năm 2018. Gerald's Game đưa chúng ta đến với Jesse và Gerald, một cặp vợ chồng dường như đã trải qua giai đoạn say đắm nhất của tình yêu, không còn đó những xúc cảm mãnh liệt như ban đầu. Nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực đổ vỡ, Jesse và Gerald quyết định sẽ dành những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi tại căn nhà của họ ở sâu trong rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đồng thời hâm nóng những cảm xúc tình yêu bằng cách thử những điều mới lạ trên giường. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch ban đầu. Biến cố ập đến theo một cách không ai ngờ tới. Sau khi cong tay vợ mình vào hai chiếc cột đầu giường, Gerald bất ngờ lên cơn trụy tim và đột tử. Đó là lúc câu chuyện bắt đầu. Nghe qua thì Gerald's Game có vẻ giống như một phim sinh tồn, giống như 127 Hours hơn là phim kinh dị. Nhưng hãy nhớ rằng, Gerald's Game là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, nhà văn kinh dị đại tài. Cho nên, những điều đáng sợ nhất có thể đến từ những sự vật và hiện tượng tưởng như bình thường, vô hại. Ma, quỷ tồn tại trong tiềm thức mỗi con người, và khi chúng ta biết mình sắp chết, đứng trước bờ vực sinh tử, thì
những gì tâm trí chúng ta tưởng tượng lúc đó mới thật sự là những hình ảnh ghê rợn, kinh khủng nhất. Phim là sự đan xen giữa những mảnh ký ức hồi tưởng, vén bức màn bí ẩn về quá khứ đen tối, đau buồn của Jesse, đồng thời là thực tại kinh khủng khi cô phải thoát khỏi còng tay nếu không muốn chết vì đói, khát và sợ hãi. Điểm mạnh nhất của Gerald's Game chính là phần dựng phim và diễn xuất. Hai mạch thời gian của phim được lồng với nhau rất khéo léo. Những phân đoạn truyền cảnh không hề có cảm giác rời rạc, mà ngược lại luôn có sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, đem lại sự liên tục và nhất quán cho toàn bộ câu chuyện. Và không thể không kể đến diễn xuất tuyệt vời của Carla Gugino. Cô đã hóa thân thành một Jesse đang đứng trên làn danh của sự điên loạn, một người phụ nữ đã trải qua địa ngục và giấu kín những nỗi đau suốt cuộc đời. Với một phim ít diễn viên như Gerald's Game, thì sự xuất sắc của Carla Gugino thực sự là vô cùng quan trọng và đóng góp không nhỏ vào thành công của phim. Gerald's Game là một sự kết hợp giữa kinh dị, sinh tồn và thậm chí còn không ngần ngại đánh thẳng vào những vấn đề đen tối trong xã hội như một phim tâm lý chính kịch đích thực. Sẽ không quá khi nói Gerald's Game là một trong những tác phẩm điện ảnh gốc đáng xem nhất do Netflix phát hành. Mandy chào đón người xem với những cảnh mở đầu chậm rãi được phát trên nền bài nhạc Starless của King Crimson, một nhóm progressive rock đến từ Anh Quốc. Dường như ngay lập tức, phim đã đưa ra một lời khẳng định rằng đây sẽ là một trải nghiệm khác hoàn toàn với bất kỳ thứ gì bạn từng biết. Không phải phim mà ai cũng có thể thưởng thức, nhưng lại là tuyệt phẩm đối với một lượng nhỏ những người hiểu và trân trọng. Mandy như một album của King Crimson được chơi với một nửa tốc độ nhưng với âm lượng gấp đôi, dị biệt, hỗn loạn nhưng dạo dực và tràn đầy cảm xúc. Là phim thứ hai của đạo diễn Panos Cosmatos sau Beyond the Black Rainbow, Mandy vẫn giữ những yếu tố đã trở thành đặc trưng của vị đạo diễn người Ý, Canada. Phim của ông luôn nổi bật với phần hình ảnh vô cùng phong cách, khác biệt hoàn toàn với những lối quay phim thường thấy. Thế giới được Cosmatos tạo ra trong Mandy cảm giác như đến từ một tầng không gian khác, kỳ dị và xa lạ. Ánh sáng, màu sắc được sử dụng đến tối đa hiệu quả. Đâu đó là sự có mặt của những khuôn hình tưởng như thuộc một bộ phim khác hoàn toàn. Ví dụ như trong một phân đoạn phim, các hình vẽ hoạt hình xuất hiện thay cho người đóng, hoặc những dòng tiêu đề lớn bất chợt hiện lên giữa khuôn hình với phông chữ được viết như tên một band nhạc metal. Những cảnh quay mờ ảo, hiệu ứng quay chậm được sử dụng thường xuyên, hay những cảnh phim khi khuôn mặt các nhân vật lẫn lộn, hòa quyện vào nhau. Tất cả đem đến cho người xem cảm giác như đang trải qua một cơn ảo giác thật sự. Với việc LSD hay thuốc thức thần có mặt trong phim với một tần suất không nhỏ, đây chắc chắn là ý đồ của đạo diễn muốn đưa người xem lạc vào thế giới siêu thực mà ông tạo ra cho Mandy. Xuất sắc trong phần hình ảnh, nhưng kịch bản của Mandy có phần đơn giản. Nicolas Cage đánh dấu sự trở lại của mình sau hàng loạt những bộ phim được cho là tệ hại và vai Red, một người đốn củi. Cùng với vợ là Mandy, hai người sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc trong rừng sâu. Cho đến một ngày, Mandy lọt vào mắt của Jeremiah, lãnh đạo của một hội giáo đen tối, Children of the New Dawn. Sau khi bắt cóc cả Mandy và Red, tra tấn, bỏ thuốc họ, nhưng cuối cùng lại không có được sự phục tùng của Mandy, Jeremiah đã giết chết cô trước mặt Red. Được dẫn đường bởi sự đau buồn và hận thù, Red bắt đầu cuộc hành trình đẫm máu để trả thù cho vợ mình. Phần thể hiện của Nicolas Cage trong Mandy như lần nữa nhắc lại cho khán giả rằng anh không phải là một diễn viên tồi. Với một vai diễn dường như rút cạn sức lực của cả tinh thần lẫn thể xác, Nicolas Cage biến mình thành một người đàn ông đã mất tất cả, chạm đến cung cực của sự đau khổ và uất hận. Màn thể hiện của Cage quá nhập vai, thậm chí đến mức hài hước trong một số phân đoạn, dù vô tình hay cố ý, cũng thêm được tính giải trí cho mạch phim có phần chậm chạp của Mandy. Trái ngược với nửa đầu, khi phim không quá vội vã để giới thiệu các nhân vật, thiết lập bối cảnh và đưa ra mâu thuẫn chính, thì nửa sau của phim lập tức ném người xem vào cuộc hành trình trả thù đầy máu, bạo lực và điên dại của Red. Không kiềm chế, không né tránh, những cảnh trả thù tàn khốc nhất của phim được phô bày trước mắt khán giả một cách không hề ngần ngại. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì đó gần như là toàn bộ những yếu tố để Mandy được xếp vào thể loại kinh dị. Bởi ngoài một vài phân cảnh với khuôn mặt vô cùng ám ảnh của Andrea Riseborough, diễn viên vào vai Mandy, thì về tổng thể, Mandy không phải một bộ phim quá đáng sợ khiến bạn phải bật nhảy khỏi ghế ngồi. Nhạc phim được viết bởi nhà soạn nhạc quá cố Johan Johansson, người đứng sau những thăng âm đầy cảm xúc của Arrival, The Theory of Everything và Prisoners. Âm nhạc trong Mandy là sự kết hợp tinh tế của synthesizer và guitar, tạo nên một khoảng không rộng lớn được lấp đầy bởi những bức tường âm thanh dày và tràn ngập, mang lại một cảm giác choáng ngợp cho người xem. Panos Cosmatos là một đạo diễn đặc biệt. Dường như với mọi bộ phim, ông luôn có một tầm nhìn rõ ràng trong đầu rằng từng cảnh quay sẽ trông như thế nào trên màn ảnh ngay cả trước khi bắt đầu bấm máy, đồng thời có thể đưa phong cách hình ảnh có 102 đó của mình lên phim một cách chính xác tuyệt đối. Không phải là bộ phim dành cho tất cả mọi người, nhưng với những ai sẵn sàng cho một trải nghiệm vượt xa khỏi thế giới thực tại, Mandy là thứ của hiếm trong dòng phim kinh dị đã quá chật trội. The Devil's Candy tạo được tiếng vang ngay sau tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình là bộ phim kinh dị The Loved Ones vào năm 2009. 6 năm sau, đạo diễn Sean Byrne đã một lần nữa thử sức với thể loại phim mà ông thuần thục nhất.
ra mắt lần đầu tiên tại Liên hoan phim Toronto vào năm 2015. Phim thứ hai của ông chính thức đến với số đông khán giả ở rạp chiếu phim vào tháng 3 năm 2017. Nhận được sự tung hô của rất nhiều nhà phê bình cùng sự yêu mến từ những người hâm mộ gạo cội của thể loại kinh dị, The Devil's Candy là cái tên khó thiếu được trong bất cứ danh sách phim kinh dị hay nhất nào của những năm trở lại đây. Nghe qua, cốt truyện của The Devil's Candy không phải thứ gì quá mới mẻ. Jesse Hellman, một họa sĩ đang chật vật để có không gian và một nguồn cảm hứng mới để sáng tác, cùng vợ và con gái chuyển tới một căn nhà ở vùng ngoại ô. Cho rằng đã tìm được một căn nhà lý tưởng, Jesse tin vào lời của người môi giới, bỏ qua câu chuyện về cái chết bi thảm của cặp vợ chồng từng sống tại đây và tin rằng nó chỉ là một tai nạn. Anh không biết rằng bi kịch này đã được gây ra bởi thế lực ma quỷ đang đeo bám căn nhà này. Không mất nhiều thời gian sau khi gia đình Jesse chuyển vào để anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh khó hiểu, và trong những lần sáng tác, anh gần như bị quỷ nhập hoàn toàn khi trong vô thức anh vẽ ra những hình ảnh đầy chết chóc như cây thánh giá ngược và cái kết của chính người mà anh yêu thương nhất là con gái anh, Zoe. Liệu sự bền chặt giữa các thành viên trong gia đình có giúp Jesse chống lại những giọng nói kia? Và liệu anh có ngăn chặn được con trai của cặp vợ chồng xấu số, người mà một cách khó hiểu vẫn đang rình rập căn nhà này? Không có một concept quá mới lạ, nhưng The Devil's Candy có lẽ không giống phim kinh dị nào khác khi sử dụng hai loại hình nghệ thuật không được thấy nhiều trên phim ảnh, nhưng lại không thể phù hợp hơn để nói lên tầm ảnh hưởng của quỷ Satan. Đó là nhạc heavy metal và morbid art, thể loại tranh vẽ diễn tả sự chết chóc. Trên nền của những bài nhạc rock đen tối nhưng đầy năng lượng là một giọng nói thi thầm đang lớn lên từng giây. Và cách sử dụng âm thanh đầy sáng tạo này cho người xem một trải nghiệm chân thật đến đáng sợ của việc bị ma quỷ dần dần chiếm đoạt tâm trí. Cùng với hơn 30 bức vẽ đầy ám ảnh được tạo ra bởi Steven Kastner, một họa sĩ với những tác phẩm đã được trưng bày khắp thế giới và là người đã thiết kế bìa album cho nhiều ban nhạc nổi tiếng, thì The Devil's Candy không cần đến những pha hù dọa để khiến người xem phải lạnh gáy từ ngay những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự sáng tạo trong hình ảnh và âm thanh không phải những lý do duy nhất khiến The Devil's Candy được đánh giá cao như vậy. Một yếu tố quan trọng giúp phim không chỉ tạo dấu ấn trong làng phim kinh dị mà cả phim ảnh nói chung, đó là các nhân vật. Nhờ diễn xuất cực kỳ tự nhiên của những diễn viên vào vai các thành viên trong gia đình Hellman, người xem bị hấp dẫn ngay bởi mối liên kết bền chặt giữa họ, những người yêu thương và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nhau. Ba diễn viên này xuất sắc như vậy, nhưng người nổi bật nhất lại có lẽ là nhân vật bí ẩn Raymond. Khi tuy anh khiến khán giả phải ghê sợ mỗi lần xuất hiện, nhưng vẫn thể hiện được một cách tinh tế những phần tốt còn sót lại trong mình. Và sự kết nối của người xem với tất cả các nhân vật như vậy là lý do mà phim lôi cuốn ngay từ những giây phút đầu tiên, và là lý do mà bầu không khí u ám của phim lại đáng sợ đến như vậy. Cho nên, nếu không chỉ muốn một trải nghiệm ma quỷ đầy sợ hãi, mà là cả một phim về tình cảm gia đình và lòng tốt giữa con người với con người, thì hãy xem ngay The Devil's Candy nhé! Gonjiam, Haunted Asylum. Found footage là thể loại phim với phần quay phim được trình chiếu dưới dạng các đoạn video được tìm thấy hoặc được quay bằng các thiết bị quay phim cầm tay hay máy quay an ninh. Thường được biết đến là một nhánh nhỏ của thể loại phim kinh dị, nhưng với sự thành công của những phim như The Blair Witch Project hay gần đây hơn là hiện tượng Paranormal Activity thì càng ngày càng có nhiều bộ phim found footage được cho ra đời. Bên cạnh những tác phẩm xuất sắc, cũng có một số lượng không nhỏ đã không thể phát huy được sự hấp dẫn của thể loại này bởi với những đặc trưng của found footage như các cảnh quay chất lượng thấp, hiệu ứng zoom của máy quay cầm tay. Nếu được thực hiện không tới, sẽ không những đem lại cảm giác chân thực khi xem mà chỉ làm khán giả cảm thấy nôn nao, khó chịu và mất tập trung. Không đi vào vết xe đổ đó, tác phẩm kinh dị Hàn Quốc của năm 2017, Gonjiam Haunted Asylum, xứng đáng được cho vào danh sách những bộ phim found footage đáng sợ và chân thực nhất. Bộ phim lấy bối cảnh ở bệnh viện tâm thần Gonjiam, một địa điểm có thật đã được CNN liệt vào danh sách 7 nơi kinh khủng nhất hành tinh. Bị đóng cửa sau vụ tự tử hàng loạt của toàn bộ 43 bệnh nhân cùng với sự biến mất bí ẩn của giám đốc bệnh viện, đã xuất hiện vô số tin đồn về sự tồn tại của những hồn ma, cũng như rất nhiều các sự kiện đáng sợ đã xảy ra tại đây. Nội dung phim xoay quanh một nhóm 7 người, gồm 4 chàng trai là thành viên của Horror Times, một chương trình truyền hình thực tế chuyên giải mã những hiện tượng ma quỷ bí ẩn, và 3 cô gái là những ứng viên may mắn trong một cuộc tuyển chọn trực tuyến. Họ quyết định sẽ cùng nhau đột nhập bệnh viện để khám phá sự thật của những tin đồn về những sự kiện đã xảy ra tại đây, đồng thời sẽ phát trực tiếp toàn bộ quá trình trên Internet nhằm mục đích lôi kéo người xem để kiếm tiền. Hàng loạt máy quay an ninh được lắp tại sảnh, máy quay GoPro quay cận mặt từng thành viên, cùng với máy quay cầm tay, máy quay 360 độ, thậm chí là cả drone cho các cảnh headshot. Hiệu quả của thể loại found footage được phim tận dụng một cách tối đa, làm người xem có cảm giác như một thành viên trong nhóm bạn khám phá những gì kinh khủng và nền tối nhất của Gonjiam. Phim không quá vội vã đi vào những màn hù dọa, và chỉ đến phút thứ 25, nhóm bạn mới chính thức có mặt bên trong bệnh viện. Tuy nhiên, những phút đầu là vô cùng quan trọng cho việc giới thiệu nhân vật và xây dựng kết nối giữa họ. Và khi đã vào trong thì an tâm đi. Độ cứng rắn của các bạn sẽ được thử thách một cách nhanh chóng, bởi mọi thứ sẽ diễn ra càng lúc càng kinh khủng và điên loạn. Đặc biệt là 20 phút cuối phim sẽ là những phút mà nếu yếu tim thì bạn sẽ phải che mắt, bịt tai nếu không muốn quá sợ hãi. Xuyên suốt 94 phút,
phim gần như không sử dụng nhạc nền và phần âm thanh được thiết kế như thể mọi thứ đang diễn ra ngay bên tai người xem, khiến cảm giác sợ hãi càng trở nên chân thực. Về mặt hình ảnh, phim mang một màu xanh xám lạnh lẽo, tạo nên một không khí u ám, ám ảnh đến rợn người. Trong phần lớn thời gian của phim, ánh sáng duy nhất trong khung hình chỉ là ánh đèn pin trong bóng tối mịt mù, khiến từng căn phòng, hành lang của bệnh viện càng trở nên hun hút, ghê rợn. Cuối cùng, nếu là fan của thể loại found footage, hay chỉ đơn giản là bạn muốn có một trải nghiệm xem phim cực kỳ đáng sợ, thì hãy xem Gonjiam Haunted Asylum ngay đi, các bạn sẽ không thất vọng đâu. The Ritual. The Ritual hay Nghi Lễ Tế Thần là một bộ phim kinh dị của Anh do đài Netflix phân phối. Phim do David Bruckner đạo diễn, người từng khá thành công với các tác phẩm như The Signal năm 2007 hay VHS năm 2012. The Ritual theo chân một nhóm 4 người bạn là Phil, Dom, Hutch và Luke du lịch đến Thụy Điển để tưởng nhớ Rob, thành viên thứ 5 đã qua đời trước đó của họ. 6 tháng trước, trong một đêm đi đàn đúm, Rob đã miễn cưỡng theo Luke đi mua thêm rượu để rồi chạm trán hai tên cướp trong cửa hàng. Khi Rob bị chúng trấn lột và cuối cùng là giết chết, Luke đã chỉ biết núp sau kệ để đồ. Đi trên cung Sliden hay đường mòn của vua trong công viên quốc gia Sarek, Thụy Điển là việc cuối cùng mà Rob đã gợi ý cả nhóm đến làm ngay trước khi anh chết. Trong chuyến đi, Dom bị chặt cổ chân và điều này khiến cả nhóm phải tìm một con đường khác ngắn hơn để đến thành thị. Hutch đọc bản đồ và gợi ý rằng họ nên rời đường mòn và đi xuyên qua một khu rừng. Thế nhưng, đường đi chẳng thấy dễ dàng, thuận hơn bao nhiêu khi họ liên tục gặp phải những thứ bí ẩn trong khu rừng Bắc Âu này. Bốn người bạn của chúng ta chạm trán một cái xác hươu bị rút ruột và treo lơ lửng, cũng như liên tục thấy các ký tự kỳ lạ được khắc trên những thân cây ở đây. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy The Ritual có sử dụng các yếu tố đã thành công ở một số bộ kinh dị nổi tiếng khác như The Blair Witch Project, Eden Lake hay Wolf Creek. Nhưng càng vào sâu, chúng ta sẽ càng thấy sự độc đáo của phim. Sự nhập tâm trong các tác phẩm kinh dị là yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến thành công của phim. Vì vậy, đạo diễn David Bruckner thường xuyên sử dụng các cảnh quay rộng để khán giả có thể thả mình vào khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng tràn đầy bí ẩn của rừng núi Thụy Điển. Ngoài ra, ông còn tối ưu hóa những âm thanh xuất hiện trong phim như tiếng rừng núi để tăng thêm phần bí ẩn cho phim. Sự căng thẳng của The Ritual không đến từ những yếu tố hù dọa máu me rẻ tiền, mà nó tới qua việc đưa các nhân vật mà chúng ta quen thuộc vào những tình huống họ không thể thấy lối thoát. Có một câu chuyện thú vị, nhưng sức cuốn của phim không chỉ đến từ những tình huống bí ẩn, mà còn từ sự xung đột giữa các thành viên trong nhóm bạn. Giống như cách mà sự bất an về địa điểm nghỉ ngơi dần chiếm lấy tâm trí Luke, Hutch, Dom hay Phil, thì những ngờ vực, oán giận của họ dành cho nhau cũng dần được đẩy lên đỉnh điểm khi họ bắt đầu đổ lỗi cho bạn mình về tình huống mà họ gặp phải và về cả cái chết của Rob. Ngoài thành công trong việc gây ám ảnh cho người xem, The Ritual còn mang đến một thông điệp rất đáng suy nghĩ về tình bạn, cũng như về cách con người đối mặt với mất mát trong cuộc sống. Đặc biệt, hồi ba của phim chắc chắn sẽ khiến những khán giả dũng cảm nhất phải co ro trong lo sợ, nên các bạn hãy giúp mình một việc và đừng bỏ lỡ The Ritual. 6 phim là gần đủ cho mỗi ngày trong tuần rồi đúng không? Hãy cho tôi biết là các bạn thích phim gì nhất và nếu có phim mà bọn tôi đã bỏ qua mà theo bạn là xứng đáng có suất trong danh sách này nhé. Trong tuần này, bọn tôi sẽ còn ra video về một series kinh dị cực kỳ đình đám của Netflix mang tên The Haunting of Hill House, được thực hiện bởi Linh và Trang. Cho nên, để không bỏ lỡ video này và vô số video khác về phim ảnh của Phê Phim, thì hãy like video, đăng ký vào kênh và nhấn cả nút thông báo để biết khi những video này ra mắt nhé. Tôi là Giang, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.